Và sau đây em Chiến mời các bác xem chi tiết hai con đẩy cover BM950. Chỉ đỏ, đây là một trong những con đẩy con bao của hãng cover rất là nổi tiếng. Em này sở hữu công suất lên tới 1400W về chất âm và độ hót của dòng cover này thì các bác có thể tham khảo trên mạng YouTube. Thì nay em về được hai ba con, thì đây em quay hai con để các bác cùng xem nha. Và giá cho mỗi con để các bác sưu tập là 13 triệu đã bao gồm phí ship. Đối với cover là nó là một đối tác để chuyên trị những dòng loa boss và những dòng loa full, những loa bass 40 đô lại nha các bác, với công suất cực kỳ khỏe 1400W. Và đây là những sản phẩm hàng xuất châu Âu, chạy điện 230-240V. Và nó rất là tiện lợi cho các bác sử dụng ở mạng lưới điện Việt Nam chúng ta. Nó có đời điện 100 và đời 120 và đời 230, vân vân. Thì đợt này về em về được 3 con là hàng châu Âu nên là nó chạy điện 230-230, rất là tiện. Thì sau đây em mời các bác xem chi tiết và giá thì em đã cân đối cho các bác rồi. Số lượng thì chỉ có 3 con nhưng trên video này em que cho các bác là 2 con để các bác cùng xem. Em sẽ báo series cho các bác luôn nha. Đây, con nào cũng là gọi là hoa hậu nha các bác, rất là đẹp nha. Đây, mặt trước của nó là cấu hình là logo cover và BM950 chữ đỏ, chữ đỏ những dòng pro nha. Và hai volume và hai cây đèn tia. Những con rành này rất là hiếm nha các bác, nên các bác nào đang cần một con đại cover để chơi với những dòng loa boss ở nhà 301 hay là 601, những dòng loa BMB, Sharkwing, Vega vân vân, những dòng loa full Mỹ Nhật đều đánh thoải mái về chất âm của cover. Nó rất là khỏe và tiếng rất là sáng. Đây là phía bên hông. Con nào về cũng là hàng tuyển đẹp cho các bác nha. Rất là nặng nha các bác. Đây. Đây là phía trên nắp của con âm ly, con đẩy đó các bác. Tí nữa thì em cùng các bác đi vào bên trong của hai con đẩy này. Đây là phía sau của con cover. Trang bị cổng 6 ly AV và cổng 3 lăng là đường tín hiệu vào nha các bác. Made in USA. Con này series là 0061. Và con này là series là 0627 nha. Con bên phải là series là 0627. Còn con bên trái này là 0061 nha. Con này theo thời gian thì cái tem series này hơi cũ hơn tem này một tí. Đây là lỗ thoát hơi của con bao và là trạm loa 950 có công suất là 1400W nha các bác. Này, phía sau những con đẩy thì nó chỉ có trạm loa và cổng kết nối thôi nha các bác, chứ không có gì, con nào cũng vậy. Giờ chủ yếu là em và cùng các bác đi vào bên trong của hai con đẩy này để các bác cùng tham khảo. Vâng, đây là bên trong của con cover 950 thì mời các bác cùng xem. Các bác thấy nội thất nó đẹp không? Và rất là gấu. Em nó sở hữu là 4 con tụ Philips rất là to. Và một cái tăng phun nguồn rất lớn. Và sở hữu là 24 con sọt Motorola nha các bác. 24 con sọt Motorola. Đây là những con đẩy rất là hot và rất là hiếm. Lâu lắm rồi em mới cập bến cho các bác để các bác sử dụng. Thì năm trước em có về và năm nay em về được gần giữa năm mới về được 3 con. Thì con nào cũng đẹp như nhau mà em đưa lên video này là 2 con để tại không gian nó không có nhiều nên em đưa lên để giới thiệu cho các bác. Đấy, thì em nào cũng y chang nhau nha các bác. Đồ đẹp y chang nhau. Nói về những em đẩy bãi thì các bác chơi đẩy bãi nó rất là lợi. Thứ nhất là hay và thứ hai là đẳng cấp và thứ ba là nó giữ giá và nó lên giá liên tục, nó không có bị giảm giá và lỗ như những cái đẩy Trung Quốc coi nha các bác. Mình xài những con đẩy này sang năm là nói chung là đồ bãi là cứ nó lên giá liên tục, tại vì cái gì nó đẳng cấp là nó thuộc là mãi mãi và cái chất âm nó mang lại nó rất là tuyệt vời. Và cái quan trọng là nó không có còn sản xuất nữa, tại vì những cái thời kỳ này
anh em chơi đồ bãi biết rồi, vì nó rất là chất lượng chứ không như đồ mới bây giờ họ làm bán và sản xuất đạt doanh thu, chứ còn hồi trước là nó sản xuất về chất lượng là chính, nên là cái gì mình thấy ở trước mắt đây này nó rất là khác biệt so với những cái sản phẩm hàng mới thì các bác sẽ thấy rồi. Nên là anh em chơi lâu năm thường tìm những con đáy bãi hay là những con âm ly bãi xịn thời kỳ đó về nghe, vì chất âm nó rất là hay. Nói chung là em nói tới đây thì các bác cũng hiểu rồi, thì các bác nào yêu thích con Carver 950 này để về đánh loa bot loa full thì liên hệ cho em. Đối với con 950 này các bác chơi full 540 thoải mái, hoặc là chơi bot thì vô tư rồi, 2-3 cặp thì vô tư, bắt 30-40 vân vân. Rồi xin chào và hẹn gặp lại các bác video tiếp theo. Và giá cho em nó là 13 triệu đã bao gồm phí ship nha các bác. Bác nào chuyển khoản đủ thì em sẽ bớt 300 ngàn, vẫn bao gồm phí ship cho các bác. Máy thì đẹp tuyệt vời, tất cả bao zin nguyên bản, là máy bãi chưa qua tay người sử dụng Việt Nam cho các bác nha. Cover BM 950 thiết kế rất là đẹp.